Công tố viên Los Angeles sẽ không buộc tội Bill Cosby vì cáo buộc tình dục năm 1974 tiên từ Los Angeles. Theo văn phòng luật sư quận Los Angeles County cho biết, thì nam diễn viên hài Bill Cosby sẽ không bị buộc tội đối với một số cáo buộc lạm dụng tình dục vào năm 1974, bất chấp việc ông này hiện đang là đối tượng của hàng tá vụ cáo buộc tình dục trong 2 tháng vừa qua. Các công tố viên cho rằng cáo buộc Cosby tội lạm dụng một cô bé 15 tuổi tại Playboy Mansion đã quá cũ và vượt qua quy chế của tiểu bang đối với giới hạn dành cho một cáo buộc. Người tố cáo là bà Judy Huff, 56 tuổi, hiện cũng đang kiện Cosby vì hành vi mời bà uống bia trước khi lạm dụng tình dục trong một phòng ngủ tại biệt thự Playboy. Cosby hiện vẫn chưa bị buộc tội và những cáo buộc chống lại ông đều đã quá cũ để có thể được xem xét là cáo buộc hình sự hoặc khiếu nại dân sự. Vợ của Cosby và một trong số 4 con gái của ông hiện đã công khai bảo vệ nam diễn viên trước công chúng. Hiện nay, Cosby đã có 2 dự án truyền hình bị trì hoãn và nhiều chương trình biểu diễn bị hủy bỏ vì những cáo buộc nói trên. Vào năm 2006, thì Cosby đã từng giải quyết một vụ kiện lạm dụng tình dục. Một trong những người tố cáo là Tamara Green, hiện đang kiện Cosby vì tội phỉ báng. Rất nhiều trong số những người buộc tội Cosby đều là những người nổi tiếng, trong đó bao gồm cả Janice Dickinson và Beverly Johnson.